Welcome to B&K's Family. Chào mừng các bạn đến với kênh B&K's Family. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh mì sữa dừa trà xanh rất là ngon. Cho vào tô trộn 65g bột bánh mì, 10g đường cát, 7g men làm bánh mì và 65g nước. Các bạn trộn đều cái hỗn hợp này là cái hỗn hợp bột cái đó. Xong rồi thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm đậy lại, cho vào tủ lạnh để đến ngày hôm sau thì các bạn nên làm cái này bữa tối hôm trước ha. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị hỗn hợp ướp hay là hỗn hợp nước ấy. Mình cho vào một cái trứng gà và sữa tươi. Các bạn cho trước khoảng 330g ha. Và một muỗng canh sữa đặc có đường, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Ở đây mình xài loại muối hồng. Và 30g đường cát. Mỗi loại bột thì cái độ hút nước khác nhau, nên các bạn bắt đầu từ 330, nếu bột khô thì mình cho thêm sữa ha. Mình cho vào thau bột nè, 40g sữa bột. Và cái bột cái mình làm ngày hôm qua. Rồi cho hỗn hợp sữa trứng vào. Trộn sơ rồi mình sẽ cho qua máy nhồi bột. Nếu các bạn không có máy nhồi bột thì các bạn có thể nhồi bột bằng tay. Mình sẽ bắt đầu ở tốc độ thấp nhất là stir đó. Rồi mình sẽ tăng tốc độ dần lên đến tốc độ là 4/10. Và đây là khối bột sau khi mình nhồi được khoảng 5 phút. Thì các bạn để ý là bột nó không còn dính nhiều trên cái thành thau nữa và cái chân của bột lúc nào cũng phải đụng dưới cái đáy thau hết. Nếu mà lúc này bột còn dính nhiều trên thành thau, nghĩa là bột bị nhão, thì các bạn cho thêm một ít bột. Còn nếu mà bột nó không, cái chân bột không có đụng dưới đáy thau á, như vậy á, nghĩa là bột quá khô, thì bạn cho thêm sữa tươi ha. Đây là bột mình nhồi được 7 phút đó, là bây giờ nó cũng hơi mịn rồi, nhưng mà nó chưa mịn lắm, thì mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng 5 phút rồi mình sẽ mở máy nhồi tiếp. Mình sẽ cho vào dầu dừa hoặc là bơ ở nhiệt độ phòng, hoặc là dầu ăn ở cái giai đoạn nhồi bột lần thứ 2 này. Và cái lần nhồi bột này mình sẽ nhồi ở tốc độ là 4/10. Khi các bạn thấy dầu dừa đã tan vào trong bột rồi á, thì mình sẽ cho tiếp đến khi hết phần dầu dừa hoặc là bơ. Đây là khối bột của mình sau khi nhồi được 15 phút. Thì cái bột này các bạn nhồi khoảng 15 đến 17 phút hen, và các bạn phải kéo để kiểm tra bột, kéo màng bột như vậy là đạt. Mình sẽ cho hết cái chỗ bột này vào trong cái thau đã có phết dầu ăn á, để cho không có bị dính. Và các bạn nhớ là phải cho dầu ăn lên tay nữa. Mình quên cho dầu ăn lên tay cho nên bột nó dính tùm lum hết trơn. Và các bạn ủ khoảng 1 tiếng hoặc đến khi thấy bột này nó nở lên gấp đôi là được. Mình ủ bằng cái nồi áp suất á, nó có chức năng làm sữa chua thì cái nhiệt độ rất ổn định.
nên mình ủ trong 1 tiếng đồng hồ là khối bột này sẽ nở gấp đôi. Trong khi chờ bột ủ thì mình sẽ chuẩn bị phần nhân, là cái phần nhân sữa dừa đó với lại trà xanh. Mình dùng hai cái trứng, rồi mình sẽ đánh cho cái trứng này á, lòng đỏ với lòng trắng á, nó hòa tan với nhau. Và ở đây mình có một thanh bơ là khoảng 110g bơ đó. Các bạn nên để cái bơ này ra ngoài nhiệt độ phòng thì nó sẽ mềm, thì mình tán nó dễ hơn. Cho vào trong bơ này khoảng 40g đường và một tí xíu muối. Rồi các bạn tán ra cho đường với lại muối nó hòa tan vào trong bơ. Các bạn có thể thêm 10g đường, là tổng cộng là 50g đường nếu các bạn thích ăn ngọt hơn. Mình cho vào đây là đường làm từ cái lá stevia đó. Cái loại đường này thì ăn nó ngọt nhưng mà nó không phải là đường thật. Thì mình cũng hạn chế ăn đường nên mình thêm vào cái đường này mà mình giảm bớt cái lượng đường cát lại. Và cho tiếp vào 2 muỗng canh đầy sữa đặc có đường. Tiếp tục trộn cho cái hỗn hợp này nó hòa đều. Rồi mình sẽ cho hỗn hợp trứng vào. Các bạn cho hỗn hợp trứng vào từ từ rồi tiếp tục trộn. Mình sẽ chừa lại khoảng 2 muỗng canh hỗn hợp trứng này để một tí nữa quét lên mặt bánh. Và mình cho vào đây một giọt màu xanh. Bởi vì khi mà trà xanh á, mình nướng lên á, thì cái màu nó không có được xanh tươi lắm. Nên mình cho vào một giọt màu. Nếu các bạn không thích dùng màu thực phẩm thì không cần cho vào. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào 140g dừa sợ khô, là coconut flakes, và 50g sữa bột, 20g mè rang và 1 muỗng canh bột trà xanh. Lại tiếp tục trộn đều. Các bạn thích ăn nhiều trà xanh hơn thì có thể bỏ thêm ha. Xong rồi thì mình dùng màng bọc thực phẩm đậy lại để sang một bên. Mình sẽ cho một ít dầu dừa lên trên cái tấm silicone này. Các bạn có thể dùng bột cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái khối bột sau khi đã ủ 1 tiếng đồng hồ ra nè. Dùng tay ấn cho những cái bong bóng khí á, nó thoát ra. Rồi mình sẽ chia cái khối bột này ra làm 12 phần bằng nhau. Nếu các bạn nhà ít người, các bạn làm ít á, thì các bạn chia cái công thức này ra làm 2 ha. Rồi mình sẽ tạo khối tròn cho 12 phần bột này.
Rồi mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm đậy những cái khối bột này và để bột nghỉ 15 phút. Các bạn có thể dùng khăn ẩm đậy cũng được. Xong rồi thì mình sẽ bắt đầu tạo hình cho bánh ha. Mình sẽ lấy cái viên đầu tiên làm trước. Các bạn cán cái khối bột này ra thành cái hình chữ nhật á. Rồi cho vào một cái lớp nhân sữa dừa với lại trà xanh. Rồi mình dàn đều ra. Các bạn dàn ra nhẹ nhàng thôi để không có làm rách cái phần bột ha. Rồi cuộn lại nhẹ nhàng thôi, không cần phải làm chặt lắm đâu. Rồi các bạn dùng cái ngón tay của mình á, ấn cái phần mép ở ngoài á, cho nó mỏng ra để nó kết dính dễ dàng hơn. Rồi mình cho vào cái mâm, dùng màng thực phẩm đậy lại và tiếp tục làm những cái phần còn lại. 6 cái rồi, bây giờ mình lấy cái đầu tiên ra để mình tiếp tục phần tạo hình ha. Các bạn cuộn cái, dùng hai cái tay lăn cái cuộn bánh này á, nhẹ nhàng cho nó dài ra thêm chút. Rồi mình dùng cái dao cắt pizza nè, mình cắt ra làm đôi. Nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng cái dao thường cũng được. Mời các bạn xem cách mình tạo hình. Rồi thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm hoặc là cái khăn ẩm á, đậy lại để ủ thêm 30 phút. Và các bạn nên nhớ là phải bật lò nướng lên trước 15 phút ha, ở nhiệt độ là 350 độ F, là khoảng 175 độ C. Bây giờ mình sẽ quét lên một lớp trứng và rắc hạt hạnh nhân lên nữa. Xong rồi mình sẽ cho bánh vào lò nướng, mình nướng ở nhiệt độ 350 độ F là 175 độ C trong khoảng 20 đến 25 phút, đến khi mặt bánh hơi vàng. Bánh đã chín rồi các bạn, và mình đã để bánh nguội. Nhà của mình bây giờ là thơm phức cái mùi sữa dừa, hạt mè, rồi hạnh nhân nữa. Nói chung bánh này là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo luôn á.
Các bạn ăn bánh mì với lại uống nước trà nóng hoặc là cà phê là tuyệt vời luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh B&K Family. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye!